Chào mọi người nhá. Hiện nay tôi đang ở một cái bản ở thôn Khuổi Mi. Này, tôi lên dừng chân ở một ngôi nhà sàn dân tộc Dao ở trên này để nấu cơm cũng như là nghỉ lại cùng với gia đình ở đây. Cho mọi người xem một chút về quang cảnh ở đây nhé. Rồi, chào Hấu nè. Hấu chào mọi người đi. Chào mọi người. Rồi, ok. Dân ở trên này chủ yếu là làm ruộng và hái chè thôi. Do vậy nhà nào cũng có cái xưởng chè như này. Đấy, đây là cái máy xay sấy chè. Cái lò sấy chè. Đấy, chắc ai làm chè thì nhìn cái là biết ngay. Đây. Trên này toàn chè cổ thụ thôi nhé mọi người nhé. Kia là cái máy vò chè. Nhà sàn truyền thống đấy mọi người ạ. Đây là nhà sàn của người dân tộc Dao nhé. Đấy. Nước nồi rất là tiện luôn. Đấy, nước về tận nhà ở sàn luôn. Đó, chảy xuống đây thì làm được một cái ao ở dưới sàn này. Đấy, ao có rất nhiều cá luôn nhé mọi người nhé. Còn cá to thôi. Đấy, đây này, tôi cho mọi người xem này. Đấy, mấy con cá này rất là to luôn. Toàn cá bỗng thôi. Đấy, ở trên này do không khí nó lạnh, thế nên là nước ở trên này rất là mát. Vì vậy rất phù hợp cho nuôi cá bỗng. Cá bỗng nó là một loài cá nó ăn ở dưới đáy sâu. Do vậy nó rất là ưa thích cái nhiệt độ mát mẻ. Do vậy cá được nuôi ở trên này là rất là phù hợp luôn. Cá lớn rất là nhanh. Và con nào con ấy tròn béo. Diện tích ao này nó chỉ vào khoảng tầm 30 mét vuông thôi. Mà nuôi hàng mấy trăm con cá này. Có các loại cá luôn. Có cá vược này, cá rô phi này, cá bỗng này, cá chấm này. Ở bên kia là cái thác nước. Đấy, nhà anh này ở một cái địa thế rất là sơn thủy hữu tình. Rất là mát mẻ luôn. Còn đây là cái máy sát. Nhà tự sản tự tiêu đây. Bây giờ những năm gần đây thì công nghệ máy móc nó hiện đại rồi. Công nghệ nó có hiện đại rồi. Vậy là mỗi nhà sắm một cái máy sát như này là rất là tiện. Đấy, của cái máy này nếu mà tính ra trị giá thì nó vào khoảng 5 triệu. Còn 5 triệu thôi. Bên này anh em có mấy máy thái rau này. Chỗ nấu rượu, nấu cám lợn. Vậy là gia đình rất là đầy đủ. Cái gì cũng có cả máy nổ rồi. Mất điện có thể dùng máy nổ nổ luôn. Wow, đây có cái này gọi là cái thuổng, nhưng mà cái thuổng này để làm ruộng bậc thang nhé mọi người nhé. Đây là cái thuổng nó dạng như là cái xẻng ấy, nhưng cái này do ruộng bậc thang cái các cái bờ nó cao ấy thì người ta phải dùng các cái thuổng như này dài. Đấy, cán rất là dài luôn. Đây. Wow. Cán rất là dài luôn. Đấy, cán từ đây. Đấy. Người ta đứng ở trên bờ và người ta chọc xuống tận dưới ruộng. Đấy, từ bờ này sang bờ kia. Đấy, đây, thuổng để làm cỏ bờ nhé mọi người nhá. Đây là cái máy cũng là máy sấy tách chè thì phải. Đây, máy tuốt à. Đây, cái này cái máy tuốt thôi. Máy cắt cỏ bờ. Cái gì cũng có.
công cụ lao động rất là nhiều luôn. Bây giờ tôi thử lội xuống xem mấy con cá này nó có cắn không. Mút chân đấy. Ui sâu phết. Ui sâu lắm. Không sâu đâu, nước này nông không đấy. Như cái này nông hơn này. Ừ. Ui cái này có đá. Tôi bắt xem được con cá nào. Ui, nước mát thật đấy. Ui. Không bắt được à? Kia kia đây này, bắt đây, bắt đi. Đây đây. Man như nước đá không? Được. Cảm thấy thế nào? Nước ở đây rất là mát. Dù ao nông thôi nhưng mà nước rất là mát. Và cá thì rất là to. Sướng thật đấy. Đây là có hai em gái bạn. Chào hai em nhá. Đúng kiểu nhà sàn. Về đấy thì em ơi, cho anh lên trên nhà chơi một tí nhá. Ré ra mà đi. Ré đi. À, xin chào các cháu nha. Chào anh nhá. Đang nấu cơm anh. Chào cô. À. Ui. Đã có mấy con ạp ạp đây rồi nhỉ. Không ở trên mình hay nấu kiểu gì? Hiểu. Đang làm món gì kia đấy? Thịt trâu à? Thịt lợn dưới góc bếp à? À ngon đấy nhỉ. Ui ôi. Toàn thịt nạc thôi nhỉ. Treo góc bếp nhưng mà treo bằng thịt nạc đúng không? Rồi. À, Nguyễn Tất Thắng bảo đây là cá hồi đây đúng không? Cá này cá bỗng anh ạ. Cá bỗng. À. Rồi cá nhỉ. Ui, cái con kia nhìn như kiểu con cá ở ở ao thứ gì nhỉ? Chỗ, cá này nó gần giống như suối cá thần đấy nhỉ? Thanh Hóa đấy. Đúng rồi, giống suối cá thần. Ui, mấy con kia to nhỉ? Tất Thắng thử nhảy xuống xem nó có cắn không nào. Nhận là cái ao bé bé thôi nhưng mà nuôi được rất là nhiều cá. Đây có một con khiếu này. Đây là con chim khiếu. Cái rau này là rau gì đấy hả cô? Rau đắng à? À rau đắng à? À rau rào cổ lam nhỉ? Đúng không ạ? Đây là rào cổ lam đúng không? Rau ngon đấy. Nguyễn Tất Thắng làm món gì đây? Đấy. Ở đây thì cái thịt lợn treo này thì đây, thịt vịt ngon nhỉ. Đây là thịt vịt làng đây hả anh? Cái này nhà mình nuôi đấy đúng không? Ô, con này như kiểu vịt trời ấy nhỉ, bé bé. Còn non lắm. Đỏ á? Đỏ ăn được. Đỏ mới ngon. À, để tim. Tại để tim thôi. Để tim nó bị đỏ. Con này như vịt trời ấy nhỉ.
Vịt mình đây là nuôi suối à? Đấy. À. Mình luộc có cái tim ở trong nó đỏ. Đấy cả phổi nữa, phổi cũng không móc. Đấy cho phải trần coi nhé. Ừ, cái này phải, phải trần lại rồi. Đỏ lắm. Lâu lâu thế mà vẫn đỏ. Không phải có phổi là không không được đâu. Vịt phải bỏ hết phổi ra. Chắc nãy quên à. Ngủ ngoài, ngủ ngoài. Ngủ ngoài. Nó hơi đỏ. Đây trần lại. Đây là món thịt lợn treo các bếp. Rất là ngon. Cái này treo lâu chưa hả anh? Lâu rồi, chắc phải hơn tháng. Hơn tháng à? Cái này thường thường mình treo bao nhiêu ngày thì mới ăn được? Cái thịt lợn treo này này. Treo nhưng mà khô hẳn. Khô hẳn là ăn được đúng không? Ở bếp kia mình còn có miếng nào không hả anh? Không, không bỏ tủ. À, phơi khô không bỏ tủ à? Đây đúng không? Đây là cái chỗ để mình treo thịt lợn treo các bếp đây à? Đây. Nhưng mình xiên hay là mình cứ cho vào cái rổ cái giá này? Xiên theo mình treo lên à? Đấy, ở dưới là cái bếp. Nguyên tắc của thịt treo các bếp là chúng ta không được treo nó sát quá, mà treo trong vòng khoảng vài tuần, nó khi nào thịt nó khô hẳn thì mới bỏ ra, chứ không phải là cho vào lò để treo nhé mọi người nhá. À. Ui, nhiều thế. Ui, ui đây còn nhiều thịt thế. Có cả thịt sống à? À. Ừ. Đây thịt treo đây, đen đen này. À. Cái này nhà vừa mổ lợn à anh? Ăn chung rồi. Ăn chung à? À. Wow. Ở đây thì có một cái chỗ để làm ô thoáng, lấy ánh sáng. À, mặt trời xuống để cho nhà thoáng này. Đấy. Cái này là bằng kính này. Này bằng kính. À, đây còn quạt từ thời xưa đây. À, cái quạt này được chế để cho cái motor kéo thì phải. Đây gia đình còn có một cái máy khâu. Máy khâu này từ thập niên 80 rồi. Đây những ai từ 8 đầu 8 thì mới biết được cái máy khâu này. Cái máy này giờ nó rất là cổ rồi. Anh Nguyễn Tất Thắng. Đây hình như là có một cái chiếu đệm bằng rơm này. Đấy, đây là cái đệm bằng rơm mà người dân tự chế từ các cái cọng rơm khô này, này. Đấy, ngày xưa thì ở vùng cao rất là lạnh và chăn màn thì rất là thiếu thốn, do vậy là người dân đã biết tự chế ra cái chiếu này. Đấy. Làm từng bó một bó và bện tết vào với nhau như này để làm đệm ngủ rất là êm nhá. Đấy. Nguyễn Tất Thắng ơi, đây xem cái đệm bằng rơm này. Anh ơi, anh cho em hỏi tí, cái này có phải là cái đệm để mình nằm không? Có. À, cái này anh tự làm à? Ừ. Thế cái này làm lâu chưa anh? Lâu rồi. Nhưng cái này mình có sợ ngứa không anh?
mình có à, mình làm như này xong là lấy chiếu về mình giải lên bên trên xong là ngủ à? Thế mùa đông ấm lắm nhỉ? Thế làm một cái chiếu như này có mất nhiều thời gian không, nhiều công không anh? Làm cụ làm. Bà cụ làm à? Cái này là bằng rơm bình thường mình thôi đúng không? Rơm lúa mình gặt về xong là mình phơi khô, xong là rũ sạch xong mình làm đúng không? Cái này làm lâu chưa anh? Lâu rồi. Được khoảng bao nhiêu năm ở cái đệm này? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm cơ? Chục năm rồi. Wow, chục năm rồi mà vẫn còn nguyên nhỉ? Nhưng mà lại bây giờ lại không dùng. Không dùng, vứt đây, không có ai dùng. Cái này là còn nguyên bản đấy nhỉ? Cái này không cảm nhận nguyên bản. Nhưng cái này em thấy nó ngắn này làm sao mà đủ năm nhỉ? Dài không? À, mình giải ra đây là đang gấp vào thôi đúng không? Rồi rồi. Rồi rồi em nhìn thấy rồi. Cái này nằm được tầm 3 người ấy nhỉ. Đấy, đây là cái đệm rơm nhỉ. Gọi là đệm rơm. Tiếng dân tộc mình gọi là cái gì anh? Gáo xì. Gáo xì à? Gáo xì là đệm à? Gáo xì. Tiếng mình là dao nhỉ, dao dao tiền đúng không? Anh là dao gì nhỉ? Không nhớ, chẳng biết dao. Ăn cơm vẫn là nhìn nắng nhỉ? Nhìn nắng. À, dao tiền. Nhìn nắng gồ. Nhìn nắng hốp tiêu. Hốp ẩm. Ăn cơm, uống nước, uống rượu. Hốp tiêu. Đây có mấy cót để phơi thóc này. Đây cót đan để phơi thóc. Nhiều lúc nhà có khách lau sạch đi vẫn ngồi được bình thường. Ôi, cái cót này là bây giờ là tốt lắm rồi đấy nhỉ. Đây, để lâu này là nó chắc đúng không? Để treo các bếp lâu như này là rất là chắc đấy đúng không? Ừ. Ở trên này anh phơi cái gì đấy? Không có gì. Không có gì à? Đây là một cái túi dụng cụ để đi nương, đi rừng này. Túi của bà con. À, túi thổ cẩm. Nhưng mà cái này chỉ may lại thôi. Không phải thổ cẩm rồi. May toàn mấy anh em nghệ sĩ. Người thì Lào Cai, người thì Yên Bái. Người Tuyên Quang. Bạn này ở Cao Bằng, Lô Thượng. Lô Thượng, Nguyễn Tất Thắng, Tuyên Quang. Đây là bữa cơm của đoàn chúng tôi nha. Hôm nay có thịt treo này, thịt vịt này, đây là bí, canh bí và rau cải luộc. Cái món này là món rau đắng đúng không? Ô, lại thêm món gì đây à em? Xôi á? Ủa, được xem nào. Xôi sáng em đổ nhà ấy. Ủa, à, xôi mang đi. Rước em làm đấy. Rồi, rước của em à. Rồi, mời mọi người ăn cơm nhá. À, rót rượu đấy chứ nhở? Còn món rượu này. Rau cải luộc. Thôi vào ăn cơm đi nhỉ. Anh em ngồi vào đi nhỉ. Mời chủ nhà vào. Chủ nhà lên trên kia. Chủ nhà lên trên. Chủ nhà theo phong tục dân tộc mình là chủ nhà ngồi lên, người cao tuổi ngồi bên trên. Đấy, như bố thiện là ngồi bên trên kia là đúng rồi.
Đấy. Đấy, đúng theo phong tục mình là phải ngồi ở những người chủ nhà này hay người già này phải ngồi ở cái trên mâm trên. Đấy. Cái hướng bên trên này. Rồi mình ngồi đây đi. Hết rồi.